Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày tốt lành, đặc biệt là tất cả mọi người sẽ vượt qua được cái mùa khó khăn trong cái mùa Covid này. Và trong clip ngày hôm nay thì Khôi tiếp tục giới thiệu đến anh em một con âm ly cũng rất là quen thuộc và nổi tiếng của hãng Bione, đó là QX8000. Thì con này thuộc về size lớn, đồ lớn cũng như là thương hiệu lớn mà nhiều người cũng biết tới. Anh em có nhu cầu vừa nghe vừa bày trí vừa đánh những cái loa ba tắc thì anh em cùng với Khôi mình sẽ quan tâm con này. Thì cũng xin chia sẻ với anh em trước khi vào clip, thì hiện tại mùa này là trong miền Nam đã cấm vận chuyển, cấm đi ra ngoài, nên tất cả những cái mặt hàng bây giờ ở bên Cam, bên Bãi không thể ship được, thậm chí nằm trong kho cũng không thể ship về được. Nên là những cái món hàng mà Khôi đang bán là Khôi ship từ eBay về, tại vì đi máy bay thì vẫn còn ship được. Tuy nhiên là những cái món hàng này nó to và nặng nên ship về nó khá cao, lời rất là ít. Nên khi Khôi đã báo giá ở trên này thì cũng rất là mong anh em ủng hộ và thông cảm, vì giá này mình không có mặc cả được nữa, vì nhiều khách cũng mặc cả, nhưng mà Khôi cũng xin trả lời là không mặc cả được. Đó là giá mình đã cân đối rồi, nên anh em nào cảm thấy hợp lý ở trong điều kiện chơi thì ủng hộ cho Khôi nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần hơn, quay cho anh em cùng xem luôn. Thì cái con này Khôi đang test nhạc anh em, Khôi mở nhỏ lên tí ha. Mô đáy của nó là QX8000. Dòng này là dòng khá lớn anh em ha, dòng Receiver 8000 đây. Thì con này về là nguyên bản, thậm chí là chưa có tháo nó luôn, nhưng mà nó hát rồi. Tại vì đa phần là những cái con ship máy bay về á, thường thì nó hoạt động tốt anh em. Cái đèn này là zin luôn này nè, zin luôn ha. Thì đó, chữ sân và trên này nó đang có những cái hình tượng của loa rất đẹp. Đây là cái output mình đang sử dụng này, tín hiệu đầu vào á nha. Khôi thử cho anh em xem này, mình chuyển ngọn này ha, đó. Mình chuyển ngọn này, chuyển qua radio là nó có tiếng này. Đây có radio luôn đây nè, đó, bắt được đài luôn ha, đó, ok ha, đó, tuyệt vời ha. Đây, đó là mình đang mở nhạc. Rồi thì mình xem trước cái ngoài hình một tí đi anh em. Đây là cái vỏ gỗ zin anh em, không tút tát ha, không tút tát mà rất là đẹp rồi. Không, cái con này thì không có bể nợ này, đó anh em nhìn kỹ giúp Khôi ha, đó, rất là đẹp, đó, rất là đẹp luôn. Vỏ là tuyệt vời luôn ha. Đó. Mặt mũi cũng đẹp anh em. Đây còn dơ luôn này. Đó anh em thấy không? Những cái con mà để lâu năm á, trong kho á, thì nó thường các cái vết bẩn nó bám vào như thế này. Cái này thì mình rút ra mình rửa bằng xà bông anh em, hoặc nước rửa chén thì nó sẽ rất là đẹp nha. Đó. Thì cái con này á, đây mình sẽ nói luôn anh em, nó là dòng QX. Dòng QX là dòng 4CN. 4CN thì nó thể hiện trên này nè. Đây này. Đây anh em ha, đây này, đó 4CN này. À, mình nhìn ở đây cũng được 4cm hoặc 2cm. Thì có nên có đặc biệt một cái á, là mình có thể chuyển qua 2cm là hai cặp loa hoặc là bốn cặp loa. Thì khi mình chuyển qua hai cặp loa thì công suất nó sẽ dồn lại nè, nên nó vẫn là một con âm ly bình thường nha. Anh em đừng có lo ngại cái vấn đề đó. Rồi mình nói vậy cho anh em yên tâm. Rồi cái thứ hai thì đây nó vẫn các chức năng cơ bản đầy đủ anh em. Bát chép này ha, bát chép từng vế này, từng cặp rồi một này anh em. Xài cặp nào thì mình nhấn vào cặp đó ha. Đây, bên này là loa. Đó, công tắc nguồn ở đây. Low net filter vân vân. Thì ba lăng nằm ở đây. Mình chỉnh xài cặp phong thì mình chỉnh ba lăng phong ha. Còn cặp này thì nó không liên quan gì nhé. Đó, không ảnh hưởng gì. Đó. Ok chưa? Nha, rồi. Đó là về các cái chức năng của nó. Bây giờ mình sẽ quay ra sau để nói cho anh em rõ hơn. Đây, anh em nhìn con máy rất là đẹp. Trắng tinh luôn ha. Tươi luôn. Đây là cái anten này. Đây mình đang xài cái cặp này nè. Đây mình đang xài chế độ 2CS này nè. Mình vẫn cắm vào bình thường ha, không có gì hết. Đây, và cái con này anh em rất bắt hai cầu chì rồi. Cầu chì ở bên người ta không xài á, người tháo mất rồi anh em. Thì cái này Khôi sẽ tìm sau ha. Thì cái này cũng chưa biết là có hay không, nhưng mà cố gắng là có thì lắp vào, hoặc là không có thì Khôi sẽ gửi sau, vì mùa này mùa dịch nên mình cũng không có đi mua được nha. Rồi. Đây, nhưng mà cái này Khôi sẽ tặng cho anh em này. Đây cái cầu loa này nè.
Đây cái cầu đoan này Khôi sẽ tặng cho anh em này. Khi ship về là không có nha anh em, mà Khôi phải mua thêm một cái cặp này á. Mua giá thợ là 300 ngàn, còn mua lại là 400 ngàn cho một cái cặp jack này nè. Đó, nên Khôi sẽ tặng cho anh em cái này. Anh em về anh cắm loa có mới sử dụng được anh em nhé. Đó. Rồi, về cái con này thì nó là sử dụng tới 4 dòng điện anh em. Đây 4 dòng điện này. Anh em nhìn này, đó, thì Khôi đang để điện 120 đúng của cái hàng e-bike ship về. Đó. Đây anh em, 4 dòng điện này, 120, 110, 120 này, 220, 240 này. Đó anh em ha. Đó. Công suất của nó là đạt 330W nhé. Đó, nhưng mà công suất điện mình chia vé ra anh em thì các cái con âm ly này nó công suất khá tốt. Con tắc quạt cho ba thì ba quay clip với nó ồn. À, đó thì vận đánh tốt các cái dòng loa ba tắc này, JBL hay là BNS180A hay là HBM đều đánh được nha. Cu nhỏ lên hơi quậy á nha. Rồi ok, đó là vài cái thông tin về con âm ly này. Còn bây giờ thì Khôi sẽ tháo nó ra cho anh em xem bên trong. Thì đúng là nó đẹp thật nè. Những cái con hàng mà ship e-bike về thì đảm bảo với anh em, khẳng định với anh em luôn, lúc nào nó cũng đẹp, đẹp hơn hàng bãi rất là nhiều. À, thì tuy nhiên cái mức giá thì nó có cao hơn nha, nhưng mà bù lại nó đẹp. Đây anh em chưa thổi bụi nha, chưa thổi bụi này này đó, chưa thổi bụi này mà nó đẹp cỡ này này đó anh em thấy, đẹp từ con ốc luôn ha. Con này là zin tuyệt đối nguyên bản và ruột gan đẹp gần như là mới, anh em xem đi. Đó, đây là chưa thổi bụi nè, nhưng mà nhìn vào thì biết nó đẹp ha. Đó. Quan trọng nhất là nó hoạt động rồi, nên đây anh con bụi này chưa chùi nha. Đó, nhưng mà cơ bản nhất là đẹp, anh em nhìn đây nè. Đó, cái này gọi là sắp xỉ tắm màu 7 màu đây. Những cái chỗ nào mà nó hở á, tại vì cái chỗ này nè, những cái vỏ này, cái vỏ này ở đây này, đó cái vỏ chỗ này lấy nó hở thì vô đây là nó dơ. À, còn những cái chỗ này mà không hở này là nó mới nha. Đó, anh em nhìn cái tủ này nè, mới kinh khủng khiếp nha. Đó thì những cái dòng cái con này là sản xuất cho Mỹ á, thì nó sử dụng tủ Nippon Nichicon này, đó Nippon Nichicon, anh em để ý giúp Khôi ha. À, và tủ thông số khá lớn anh em nha. Dòng này là dòng xuất âm tủ này nè. Thì đây là tủ công suất này, đây tủ nguồn này, tủ công suất này. Thì người ta hỏi tại sao nó tới 4 tủ, thì nó là cho 4 CN, một vế này, hai vế này. Bình thường mà 2 CN á thì nó sẽ hai tủ nha. Còn đây 8 con sò sắt và chắc chắn nó là sò sắt Toshiba chữ đỏ nên không cần phải xem anh em ha. Rồi. Đó, tất cả là nói chung là đẹp. Đẹp mỹ mãn, đẹp tuyệt đỉnh luôn, zin toàn tập. À, nói chung là không có cái gì để phàn nàn về con này nữa, chỉ có cuối cùng là mức giá thôi. À, trong tầm tiền thì anh em sở hữu thôi nha. Đây, bây giờ đây đó, Khôi lật lên cho anh em cùng xem luôn này. Đó anh em thấy đẹp kia không, đẹp kinh khủng khiếp ha, lật lên mới thấy nó đẹp. À, đó, thấy khủng khiếp chưa anh em, nhìn vào mấy cái giắc này, mình quay dọc này cho anh em xem này, nó mới khủng khiếp ha. Rồi như Khôi đã nói thì anh em mua thì Khôi sẽ tặng cho anh em cái giắc này. Cặp giắc này là thị trường bán 400 ha, còn Khôi nhập về 300 thì Khôi sẽ tặng cho anh em. Đó. Ok anh em, thì khi Khôi mua á thì nó cũng rẻ lắm anh em nha. Mình thấy mức giá tốt và trong cái suy tính của mình á thì mình cũng quên mất là có cái số ký cũng như là kích thước. Thì sau khi mà hàng ship về tới đây á thì thật sự là Khôi gọi là khóc thét lên luôn. Rất là buồn, là buồn, tại vì cái mức giá nó quá cao. Mức giá mà để ship cái con này về tới đây á nó quá cao anh em. Thì anh em biết đó là hàng máy bay á thì nó tính theo ký và nó đóng theo kích thước, thì cái con này nó là size lớn, size 50 anh em, size 50 ha, nên nó đóng vào cái thùng là hơn 60, đóng hơn cái thùng chừng này này, thùng to như vậy này, cao to nặng. Và cái con này ship về đây hơn 20 kg nha. Tiền ship mà sau khi cộng thuế bên dịch vụ á, nó tính của Khôi là cái con này là hết hơn 6 triệu tiền ship nha, kinh khủng khiếp luôn. Mình quá là sốc với cái tiền ship của cái con này nhé. Tiền mua thì rẻ nên cái giá vốn con này là hơn chục triệu rồi, giờ không biết bán bao nhiêu nữa. Nói thật với anh em là giá thị trường á thì Khôi không nắm, nhưng mà Khôi ship về nó hơn chục rồi đó. Nên bây giờ anh em nào thật sự là quan tâm tới cái hàng máy bay á và biết chơi á thì liên hệ với Khôi ha, thì mình sẽ trao đổi thêm một tí về mức giá nè. À, mình cộng thêm chút chi phí lợi nhuận thì mình sẽ giao lưu với anh em liền nha. Rồi Khôi xin phép là tạm dừng ở đây. Đó, thì có thể con này bán tiền hơn 10 triệu, tiền công mình làm YouTube, tiền vân vân. Rồi thôi Khôi chốt giá cho anh em ở đây luôn ha.
Thì con này sẽ có mức giá là 11 triệu 500. Anh em chuyển khoản thì Khôi vẫn bao ship ha. Đó, anh em nào cảm thấy được thì ủng hộ cho Khôi nha, không được thì mình lựa chọn món khác, và cũng không nên là comment đắt rẻ ở đây và nói những lời khó nghe. Mình rất là buồn khi nghe những lời nói của mọi người phàn nàn. Thì hy vọng anh em sau khi xem được clip này thì cũng thông cảm cho người bán, tại vì họ ship cao, họ bán cao. Anh em nào cảm thấy hợp lý và ưng ý và ưng bụng thì mình giao lưu, còn không được thì mình cũng bỏ qua nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh em, mong anh em ủng hộ và tiếp tục theo dõi kênh YouTube của Khôi. Khôi xin phép tạm dừng ở đây, và phần cuối thì Khôi sẽ tắt nhạc để anh em cùng nghe thử nha. Tình yêu chắc chưa, tình đẹp là tình bơ vơ.